Xin chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với kênh YouTube Trần Thảo An Khang, Thảo Audio Bình Dân. Vâng, và clip hôm nay em xin giới thiệu đến quý vị và các bạn chúng ta một đôi lò bút xèo đến từ thương hiệu của Pháp, đó là hiệu Cabassi. Đây, đôi lò đang đứng trước mình chúng ta. Thì đôi lò này nó có model là ANC 1394. Đó, mình xin nhắc lại thương hiệu Cabassi của Pháp và model của lo là ANC 1394. Nghe cái gì quý vị vào Google, quý vị đánh cái model lo như mình nói đó, hoặc là cái tựa đề mình ghi, thì quý vị sẽ thấy đôi lo này có trên web hàng chính hãng của Pháp đàng hoàng quý vị ha. Thì lo này với thiết kế thùng thì sơn mài bóng piano, bóng thế luôn quý vị ha, đóng bóng dữ dội luôn hả. Và con này thì về với hình thức là còn nguyên zin nghe cái gì nha, rất là đẹp luôn. Bởi vì mấy cái lò nhỏ nhỏ này đóng thùng xốp không mà, cho nên là chất lượng nó rất là chất lượng quý vị ha. Đây, mình sẽ quay xung quanh cho quý vị coi về cái cấu tạo ngoài của nó trước, sau đó mình mở cái căn cho quý vị và các bạn xem cấu tạo trong, cũng như là mình đo kích thước thùng lo đó, và sau đó mình test cho quý vị biết đồ hoạt động luôn quý vị ha. Quá đẹp luôn quý vị ha, quá đẹp luôn. Những cái dòng bóc xeo này tiếng nó hay lắm vậy ha, lo của Pháp, lo châu Âu, thương hiệu của Pháp nó thì chất lượng bảo đảm là không bao giờ tệ vậy ha. Đây, các thành vách góc cạnh rất là đẹp vậy ha. Thì ở phía sau thì nó có hai cái lỗ thông hơi rất là to vậy ha, và hai chạm lo tem của nó thì nằm ở phía dưới đít nghe vậy nha. Để xong rồi mình sẽ quay cho vị xem cái phần tem của nó vậy nha. Đấy, đây phần hông khi mà hai cái lưng nó đâu vào nhau cũng rất là ok luôn vậy ha. Đó. Và bây giờ thì mình sẽ để nằm xuống. Đây quý vị ha. Đây là cái phần đít của nó quý vị. Đít tem của nó là cái gì ha? Hai chiếc của quý vị. Đây, cái đít của nó cũng đẹp luôn quý vị. Nói chi là cái phía trên quý vị ha. Đẹp toàn diện, nói chung là đẹp toàn diện. Đôi này chỉ là thiếu thùng xốp để vô thôi quý vị. Quá đẹp. Nè quý vị ha, thương hiệu Cabassi và model là ANC 1394 quý vị nha. Đó. Đây nó đánh kiểu phiên bản Plus gì nè quý vị, Plus Pie gì nè, Super Plus Pie, đang bóng đặc biệt gì đó không hiểu luôn. Ok quý vị ha, bây giờ thì mình sẽ dựng lên quay cấu hình lo cho quý vị và các bạn xem, cũng như là đo kích thước thùng lo cho quý vị xem. Đây, căn nó bằng sắt nha gì nha, có thương hiệu Cabassi. Ở đây có cái dấu logo nó vậy ha, dấu logo nó, nhưng mà bên đây thì còn cái tem chữ Cabassi luôn, còn bên đây thì gơi mắt cậu gì ha, tem này dạng dán gì ha, nhưng mà bằng nhôm hay bằng inox thì sáng đẹp lắm nha gì nha. Đây xích miếng đó, xích cái tem, còn một tem cái gì ha. Rồi mình đo cái thước thùng lo xong thì mình sẽ mở căn ra nghe cái gì nha. Chiều cao của nó thì được 29 cm vậy ha. Đó, con này đúng nhỏ đúng đỉnh luôn nè quý vị, 29 cm, đúng bóc xeo luôn. Chiều ngang thì 17 cm rưỡi, 17 cm rưỡi. Cái hậu của nó thì không có lưới là 20, còn có lưới là 22 cm nghe quý vị. Đấy, rồi thì bây giờ thì tiếp tục là mình sẽ mở cái căn nó ra nè quý vị. Đây, đây căn của nó, đây căn zin của nó có hai cái viền nó bo rất là đẹp nè quý vị ha. Nhét cho nó không chạy lò đó, và đây thì nó có hai cái khe gì ha, hai cái khe để mà nhét nó vô, nhét cái căng vô là ok. Đây căng zin luôn nha gì nha, đó đây căng lưới sắt zin. Đây cấu hình lò quý vị ha, cấu hình lò rất là đẹp luôn quý vị, phải nói là rất là đẹp đỉnh luôn, nhìn rất là gấu luôn ha. Ở trên thì dạng xếp trơn nhưng mà nó làm thủng cái mũi vô nhìn đẹp lắm quý vị, bóng đẹp lắm. Còn cái ở dưới thì bát thì có thể là màng thì bằng gì cũng bóng bóng nè quý vị, giấy hay là bằng carbon gì mình cũng không thấy bằng gì luôn mà thấy nó bóng bóng. Và gân thì bằng cao su vậy ha, gân cao su khá mềm. Và kiềng lo thì được sơn màu bạc, ốc thì bằng ốc bông mai nghe quý vị nha, ốc bông mai. Và tất cả thì ốc hết nó thì nó gian gân hết vậy ha, nhìn đẹp lắm quý vị. Đấy, quá đẹp luôn quý vị ha. Đó, tiếng lo là đẹp, xuất sắc khỏi chơi luôn quý vị. Đó, đôi này thì quan trọng là giá và
xuống tiền để mà sở hữu thôi quý vị ơi, chứ còn ngoài ra là chất lượng là miễn bàn việc về hình thức lẫn chất âm. Ok, bây giờ thì mình sẽ ghép nó vào âm đi để test cho quý vị và các bạn chúng ta nghe thử một đoạn nha. Và tiếp theo đây là phần test đây loa Kabasi ANC 1394. Đấy, em đã đem nó qua phối ghép vào con đi Bino SA810. Thì con đi SA810 này sẵn clip này thì em test luôn, và sau đó là em sẽ gói để mai em gửi khách nha. Phần nhạc thì em cũng xin phép test nhạc không có lời trên kênh YouTube của anh em ta phát, và phát qua cái đầu Sony. Nhạc đang hát, tín hiệu đang chớp chớp bên cái đầu Sony đó quý vị ha. Và bây giờ thì em lên volume, mời quý vị và các bạn nghe để biết là lối này vẫn hoạt động ok vậy ha. Thử coi chắc âm cái con âm ly này nó quánh này vô dữ không gì ha. Con này quýnh đa năng luôn. Nhắc phải, nhắc phải nha. Rồi ok quý vị ha, rất là ok, bảo đảm quý vị là ok luôn. Rồi loa này tiếng nó rất hay quý vị, bass nó rất là sâu và lực quý vị ha. Đó. Và chép đơm này thì thôi tuyệt vời luôn quý vị. Chép đơm mà cái dạng nhìn nó làm đẹp lắm quý vị, làm mo ra giống như cái còi hơi vậy đó quý vị. Quá đã quý vị ha. Còn con thì Bino ra 810 thì đúng hát đa năng, loa nào nó làm cũng ngọt hết quý vị ha. Ok, em xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành chút thời gian theo dõi nha. Và quý vị đang xem kênh, nhớ cho em xin một like trên clip này quý vị nha. Quý vị chưa đăng ký kênh, nhớ đăng ký kênh để theo dõi, ủng hộ và đón xem các clip mới nhất em up lên hàng ngày nghe quý vị. Và bây giờ phần giá giao lưu thì đôi lo đến từ thương hiệu Pháp, dạng box sale. Lo này thì bass nó 1.4 nghe quý vị nha, 1.4. Đó, thì shop em xin giao lưu đến quý vị và các bạn chúng ta. Đôi lo này với giá là 5,9 triệu quý vị. 5 triệu 900 nghìn nghe quý vị nha. Cho một đôi lo đến từ thương hiệu rất là lớn của Pháp, hiệu Kabasi, model lo là ANC 1394, và em sẽ nhắc lại giá 5,9 triệu chưa bao gồm chi phí vận chuyển nha. Rồi đến đây thì em xin tạm dừng clip, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào clip sau.